x bình phương cộng y bình phương. Đấy, tiếp tục y bình phương bằng z bình phương. Thế tôi lấy ví dụ nhá, là hai cách đánh nó khác nhau. Được chưa? Đây các em nhìn hai công thức của nó khác hoàn toàn nhau. Và tôi nhìn tôi biết ngay. Hai cái này liền đây, các em nhìn. Đây, cái này đánh bằng up 2 đây, còn cái này đánh vuốt đây. Tôi nhìn tôi biết ngay, không ông nào được phép dùng vuốt để đánh đây. Cách thứ hai không nào được dùng nha. Đâu chỉ được phép dùng mắt hai để đánh thôi. À, thế chúng ta phải đào mắt hai. Và khi các em làm đồ án tốt nghiệp, các em cũng phải dùng mắt hai để các em đánh, không được phép dùng vuốt. Đấy là cái yêu cầu chung của cái đồ án tốt nghiệp cũng như những cái bài tập 4 về sau này chúng ta làm. Tại sao? Tại vì dùng mắt hai nó rất là tiện lợi và chúng ta có rất nhiều những công thức khó mà vuốt không đánh được. Chúng ta dùng mắt hai rất là tiện lợi. À, chúng ta là kỹ sư, chúng ta bắt buộc phải biết những cái phần mềm cơ bản đấy. Được chưa? Rồi. Mô phỏng kiểm chứng bằng mắt áp siêu minh, bắt buộc các em phải cài mắt áp siêu minh để mô phỏng, để kiểm chứng lấy cái kết quả đầu ra của ta. Tí tôi lấy ví dụ của bài đầu tiên để các em làm nha các em. Đây, đây tôi lấy ví dụ bài đầu tiên của chúng ta là sử dụng máy biến áp, đúng nhỉ? Các ông vẽ máy biến áp ra cho tôi, chỉnh lưu diode một pha một nửa chu kỳ, đúng nhỉ? Sử dụng tải thuần trở R. Cái này chỉnh lưu này ta gọi là chỉnh lưu bình tia một pha, đúng nhỉ? Hay là chỉnh lưu một pha một nửa chu kỳ, đúng nhỉ? Đầu tiên là chúng ta thấy cái nguyên lý hoạt động của nó, chúng ta phải vẽ được cái dạng sóng của nó ra đã. Đây, vẽ dạng sóng. Giả sử cái điện áp, tức là cái này chính là tôi phải có một cái bảng tôi vẽ, đúng nhỉ? Tôi vẽ lên đấy thì các em mới hiểu rồi. Mà tại vì hai cái slide nó tách rời nhau, chúng ta nhìn có gì? Đây, chúng ta nhìn này, giả sử đây, đây đúng nhỉ, ở nửa chu kỳ đầu U2 lớn không, đây nửa chu kỳ đầu U2 lớn không, đúng chưa, thì diode nó sẽ phân cực, dòng điện nó chảy từ đây về đây mà, đúng chưa? U2 lớn không có nghĩa là dòng nó sẽ chảy từ đây về đây, dòng nó chảy từ cực dương về cực âm mà, có nghĩa là dòng nó chảy từ cực dương về cực âm, đúng chưa? U2 lớn không thì đây là dương, đây là âm. Dòng nó sẽ chảy từ cực dương về cực âm như này. Thì rõ ràng nó sẽ đi từ anốt về cathode cho nên diode nó sẽ thông được, đúng nhỉ? Còn nửa chu kỳ sau, đúng nhỉ? Nửa chu kỳ sau UAK nhỏ hơn không? UAK nhỏ hơn không có nghĩa là gì? Đây là cực dương, đây là cực âm, đúng nhỉ? Thì có phải dòng nó sẽ chảy như thế này không? Đúng chưa? Dòng nó chảy như này thì diode nó tự khóa lại, nó không cho dòng ngược chảy qua, đúng nhỉ? Tôi nhắc lại này. Ở nửa chu kỳ đầu, đúng chưa? Ở nửa chu kỳ đầu chúng ta thấy là gì? U2 lớn hơn không? U2 lớn hơn không có nghĩa là gì? Có nghĩa là đây là cực dương, đây là cực âm, đúng nhỉ? Vậy thì dòng nó sẽ chảy từ cực dương về cực âm, đúng nhỉ? Và rõ ràng nó chảy từ anode về cathode cho diode nó thông được, đúng nhỉ? Nửa chu kỳ sau, nửa chu kỳ sau thì U2 nhỏ hơn không, đúng nhỉ? U2 nhỏ hơn không thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là đây là cực âm, đây là cực dương, đúng không? Vậy thì dòng điện nó chảy từ, đây là cực dương, đây là cực âm, dòng điện nó chảy từ cực dương về cực âm, đúng nhỉ? Vậy là nó chảy ngược chiều với anốt và cathode của diode, cho nên là diode nó tự ngắt, đúng chưa? Vậy là chúng ta thấy là nó chỉ dẫn trong nửa chu kỳ đầu mà nửa chu kỳ sau nó không dẫn. Đây tôi lấy ví dụ là hình vẽ, đây tôi lấy ví dụ tôi làm cái bài báo cáo về cái bài này, hình vẽ. Một chấm chỉnh lưu pha và
chu kỳ. Đúng nhỉ? Mạch đực của chỉnh lưu một nửa chu kỳ bao gồm một diode D, đúng nhỉ? Tải thuận trở ông vẽ đây. Vẽ bằng cái gì? Đây tôi sẽ cung cấp cho các em đây, một chỉnh lưu một pha một nửa chu kỳ R. Đấy, ví dụ em và nguồn điện đầu vào U2, đúng nhỉ? Nguồn điện đầu vào U2, các em ký U2 này. Tất cả phải dùng áp thai hết U2. Được, nguồn điện đầu vào U2. À, và nhớ là các em phải dùng là tham new roman phông chữ 13. À, tham new roman phông chữ 13. Để tôi đang dạy các em cách trình bày nhé. Nhớ là tôi chỉ hướng dẫn một lần thôi nhá, lần sau những cái bài còn lại tôi không hướng dẫn rồi nhá. Để làm bài tập lớn nhá. Vẽ cái hình này thì vẽ như thế nào? Vẽ cái, đây là tôi copy cái hình của tôi ra thôi, còn các ông phải vẽ bằng cái gì? Vẽ bằng vuốt. Đây tôi lấy ví dụ cái, đây tôi lấy cái khai chuẩn của tôi ra để các ông vẽ theo đấy. Đây. Tí tôi sẽ gửi cho các em cái vuốt text đấy, các em về các em copy ra. Tôi vẽ sẵn đây. Đây, tải cái gì rồi? Đây, diode đây. Đây, còn diode các em phải vẽ đúng như thế này. Đây, tôi dùng vuốt tôi vẽ đây. Ông về các ông phải có trách nhiệm mà dùng cái vuốt vẽ đúng như này cho tôi. Không có ông copy nó ra được. Đây, ví dụ này. Ông phá cái hình nó ra. Tại vì tôi muốn là các em phải vẽ cùng một kích cỡ nha. Điện trở thế. Ăn group ra. À, về cái diode của tôi đây.
em có thể quay cùng cái đâu thì cái quay của nó chỗ nào thì tôi phải quên mất cái quay. Các em về các em tìm cái quay ngang nó ra, tôi quên mất cái chỗ quay ngang rồi, ở chỗ này ở cái chỗ quay ngang. Tự nhiên tôi quên cái chỗ quay ngang rồi. Để các em về các em dùng cái tay của tôi, cái style của tôi, các em vẽ đúng cái hình như thế này nha, vẽ đúng cái hình như thế này và làm cái báo cáo của tôi. Quên quay rồi. Các ông chỉ được vẽ đúng cái style của nó, đúng cái kích cỡ của nó như thế này thôi. Chỉnh như và khi to thì em phải vẽ đúng đúng cái style của nó. Để tôi như vào đây, tí tôi sẽ gửi cho các em ở trên trên đấy một vài ví dụ. Đây. Nhớ là vẽ lại cái hình này nhá. Nguyên lý hoạt động của nó thì các em cũng phải vẽ nha. Nguyên lý hoạt động của các em phải vẽ cái hình của nó ra. Nguyên lý hoạt động à. Ở lửa chu kỳ đầu đây có cái hình đó. Đây copy paste ra đây. Đây nguyên lý hoạt động đây. Đấy, các em giải thích cho ra đúng nhỉ. Khi mà ở lửa chu kỳ đầu, ở lửa chu kỳ đầu góc theta chạy khoảng từ khoảng to lên đây. Khi theta chạy khoảng từ 0 đến pi đúng nhỉ, 0 đến pi thì ta chạy khoảng 0 đến pi. Một và đoạn từ 0 đến pi. 0 đến pi. Thì iốt D dẫn đúng chưa? Diode D dẫn đúng chưa? Đây trong đoạn từ 0 pi diode D dẫn. Còn khi mà diode khi mà góc theta là góc điện đấy mà chạy từ pi đến 2 pi thì góc theta thuộc vào đoạn từ pi đến 2 pi góc điện chúng ta đấy. Đến 2 pi góc theta thuộc vào đoạn từ pi đến 2 pi thì iốt D công dẫn đấy. Vậy là chúng ta vẽ được hình
vẽ ra cái hình này. Cái hình này chúng ta có thể dùng Word Excel hoặc là chúng ta có thể dùng bất cứ cái phần mềm nào các em có thể vẽ, đúng nhỉ? Và các em giải thích cho tôi là khi nào diốt dẫn và khi nào diốt không dẫn, đúng nhỉ? Và nó làm việc như thế nào, đúng nhỉ? Và chúng ta phải tính công thức. Sau khi mà chúng ta thấy được cái, chúng ta hiểu được cái nguyên lý hoạt động của chúng nó rồi, chúng ta thấy là khi mà diode dẫn thì điện áp ở trên hai đầu điện trở chính là bằng gì? Bằng điện áp dưới U2. Còn khi mà van diode, khi mà diode không dẫn, đây nhá, tại vì khi mà diode dẫn thì điện áp trên hai đầu điện trở, diode dẫn thì điện áp ở trên hai đầu điện trở bằng điện áp U2. Còn khi diode không dẫn thì điện áp ở trên hai đầu điện trở bằng không. Đúng nhỉ? Vậy là chúng ta thấy là chúng ta viết cái công thức ở đây, đúng nhỉ? Công thức, ví dụ chúng ta viết cái công thức tính toán đây, hay là công thức tính toán, các em căn nó đẹp ra chỗ này, công thức tính toán chúng ta là điện áp ở trên hai đầu điện trở, à, áp ở trên hai đầu điện trở là như nào? À, nó sẽ bằng là gì? UD, áp ở trên hai đầu điện trở chúng ta ký UD, UD bằng U2 phần. Tôi chỉ làm ví dụ một lần thôi, chú ý nhá, chỉ làm ví dụ một lần thôi. Chỉ làm ví dụ một lần thôi, chúng ta sẽ bằng U2 nhà và bằng không. Bằng U2 khi nào? Bằng U2 khi mà với theta thuộc vào đoạn từ 0 đến pi, theta thuộc vào đoạn từ 0 đến pi và bằng không khi nào? Theta thuộc vào đoạn từ pi đến 2 pi chưa? Đây, đây điện áp ở trên hai đầu trở là UD bằng U2 khi mà góc theta thuộc vào từ 0 đến pi bằng 0 thì góc theta, góc theta đây là các em lưu ý là góc điện nhá. Đây góc này. Một một cái tín hiệu hình sin dao động điều hòa thì nó quay một cái góc từ 0 đến 2 pi tạo ra một cái vòng tròn. Đúng là chúng ta cái này chúng ta học từ lớp 12 rồi. Và đây các em lưu ý là bất cứ một cái dạng dao động hình sin nào nó đều quay từ 0-2π, còn cái vấn đề biên độ của nó tôi không biết, đúng nhỉ? Có một nó chạy trong một chu kỳ thì nó sẽ quay một vòng tròn, đúng nhỉ? Đủ một góc từ 0-2π, đúng nhỉ? Và đây ta lưu ý là như thế. Giả sử điện áp đầu vào phía thứ cấp, điện áp phía thứ cấp của máy biến áp cũng là điện áp đầu vào trực tiêu, đúng như các em nhìn đây,
Đây là điện áp sơ cấp, còn đây là điện áp thứ cấp. Điện áp sơ cấp là U1 và điện áp thứ cấp là U2, đúng nhỉ? Cho nên từ nay về sau điện áp đầu vào của chỉnh lưu chúng ta thường ký hiệu U2, tại vì chúng ta ký hiệu để tránh nhầm lẫn bên phía sơ cấp, chúng ta ký hiệu đầu vào là U2 là phía thứ cấp, đúng không? Tại sao chúng ta cứ ký hiệu là U2 là như thế? Điện áp đầu vào chỉnh lưu là U2 chứ không phải là U1, đúng nhỉ? Là phía thứ cấp của máy điện áp, đúng không? Tôi giả sử U2 bằng U2 bằng U2 bằng, đấy, đúng theo cái slide tôi đây, U2 bằng U2M, chữ M đây là biên độ, đúng nhỉ? U2M bằng U2M. Sin theta. Em lưu ý cái góc theta này chính bằng omega t nhé. Theta tính bằng omega t và bằng gì? U2 căn 2. Đây là cái giá trị biên độ, còn tôi viết được dưới cái dạng giá trị ứng dụng U2 căn 2. Sin theta. Đấy, đúng chưa? Đây, trong đó góc theta chính bằng omega t, đúng chưa? Đây. Đúng chưa? Vậy là chúng ta đã, thứ nhất là chúng ta lưu được cái nguyên lý hoạt động, chúng ta viết cái công thức tính toán đây tôi cũng lưu đủ ở đây rồi, đúng nhỉ? Đây, các em cứ đánh theo công thức của tôi. UD và ID là điện áp và dòng điện tải, đúng không? Tôi ghi ở đây, đúng chưa? UD bằng U2M sin theta, tức là bằng U2 đây. Đây, viết tiếp vào đây, đúng nhỉ? Khi mà trong cái khoảng từ 0 đến pi bằng 0 trong đoạn từ pi 2 pi, các em đánh đúng cái công thức của tôi viết như thế này rồi nhà, báo cáo y công thức của tôi viết này. ID góc theta phụ thuộc góc theta bằng U2M chia R. Điện áp ở đây chúng ta lưu ý là đây là tải thuần trở nhá. Tải thuần trở cho nên dòng điện và điện áp đồng dạng, đúng nhỉ? Nó bằng U2M chia cho R nhân với sin theta về, đúng nhỉ? Chỉ chia R thôi ra dòng điện, đúng nhỉ? Không chia cho R bằng 0, đúng nhỉ? Đây, em nhìn thấy đây. Dòng điện và điện áp đồng dạng, đúng nhỉ? Dòng điện và điện áp đồng dạng. Về điện áp trung bình, về chúng ta phải tính toán. Đây các em cũng viết công thức vào đây, tôi có công thức vào đây rồi. Các em cứ thế các em đánh vào theo cái những gì mà tôi viết đây thôi. Nó ra cái quyển báo cáo của em, đúng chưa? Điện áp trung bình, đúng rồi, tính toán dòng điện trung bình này. Chúng ta có điện áp trung bình nó bằng UD bằng 1 chia 2 pi tích phân từ 0 đến 2 pi của UD T delta. Nó UD bằng bao nhiêu? Đây UD đây, tôi viết đây rồi. Đúng nhỉ? Đây UD đây rồi. Đúng nhỉ? UD đây. Chúng ta sẽ có là nó sẽ bằng 1 chia 2 pi tích phân từ 0 đến pi, tại vì từ pi đến 2 pi bằng 0 mà. U2m sin theta d delta bằng U2m chia pi nhân với trừ cos theta từ 0 đến pi của U2m chia pi và bằng căn 2 U2 chia cho pi, đúng nhỉ? Vậy điện áp trung bình đầu ra chúng ta bằng căn 2 chia pi nhân với U2. Dòng điện trung bình ID nó sẽ bằng là dòng điện trung bình của chúng ta ID nó bằng UD chia R. Các em lưu ý là chỉ có tải thuần trở nó mới như thế nhá. Dòng điện trung bình nó bằng ID bằng UD chia R. Công suất một chiều. Công suất một chiều chúng ta tính bằng BDC bằng UD nhân với ID, đúng nhỉ? Đấy công suất một chiều. Lưu ý là cái dòng trung bình và dòng hiệu dụng nó khác nhau. Dòng hiệu dụng chúng ta sử dụng đúng theo công thức, đúng nhỉ? Cái công thức mà chúng ta học ở cái chương vừa rồi đấy, đúng nhỉ? Bằng căn bậc 2 của 1 chia pi tích phân từ 0 đến 2 pi của ID bình delta và bằng như thế này, đúng nhỉ? Tính ra công tính ra nhé. Điện áp hiệu dụng nó cũng tính theo cái công thức thế thôi, đúng nhỉ? Hoặc cái điện áp hiệu dụng chúng ta có thể đây là hai cách. Cách thứ nhất là các ông tính theo công thức tổng quát. Cách thứ hai là các ông tính như thế này. URMS bằng IRMS nhân với R, đúng nhỉ? Công suất biểu kiến em lưu ý là công suất biểu kiến là công suất mà nguồn nó cung cấp nha.
Nguồn nó cung cấp cho nên chúng ta có là nó sẽ bằng U2 nhân IRMS, và hệ số công suất nó bằng PTS và 1 chia căn 2, đúng nhỉ? Hệ số công suất này tương ứng nhỏ. Công suất phản kháng Q bằng 0. Chúng ta tính ra chúng ta có thể tính bằng cái công thức mà chúng ta đưa ra ban đầu ấy, đúng không? Công thức tính Q bằng U2 nhân với IRMS nhân với cos thì cos theta 1. Cos phi 1, đúng không? Cos phi 1 thì chúng ta bằng 0 nên chúng ta sẽ có Q bằng 0. Công suất méo D bằng SC bình phương trừ đi B bình phương. Tại sao Q bằng 0 rồi mà? Thì công suất méo D bằng SC bình phương trừ đi B bình phương. VAD, đơn vị của ông này VAD, ông này PR, đúng nhỉ? Hiệu suất của mạch, đúng nhỉ? BDC chia B, đúng nhỉ? Bằng 40,5%. Và tôi yêu cầu hệ số sử dụng biến áp TUF bằng PD chia cho S, đúng nhỉ? Đây là công suất một chiều của em nhá. Công suất